Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh ngập tràn ánh sáng của thế kỷ 21 và lòng lại hướng về những mùa Giáng sinh xưa qua các bài viết của Thánh Kinh Báo từ hơn nửa thế kỷ trước. Cha ông của chúng ta đã đón Giáng sinh thế nào? Hẳn phố phường không rực rỡ hào nhoáng, nhà thờ không trang trí sang trọng và ca đoàn không có những giai điệu du dương bằng ngày nay. Nhưng niềm vui Giáng sinh chắc không khác biệt, không thua kém, có khi lại còn thiêng liêng sâu sắc hơn thời đại chúng ta. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng hướng về Bethlehem để chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu, đấng cứu thế của nhân loại qua một số bài viết chọn lọc trên Thánh Kinh Báo số đặc biệt Giáng sinh của những năm 1935, 36, 37 và 38. Thánh Kinh Báo, nhà thờ bên máng cỏ. Nhà thờ bên máng cỏ, các bạn độc giả chắc nói, chà, sao lại có nhà như vậy được? Người ta vẫn thường tưởng tượng, nhà thờ là một tòa đồ sộ, xây bằng gạch, cửa rộng và mái cao. Nhưng trong truyện tích Giáng sanh, chúng ta thấy máng cỏ thấp hèn ở thành Bethlehem có đủ những điều kiện cần yếu của một nhà thờ, tức là một nơi người ta đến lấy tâm thần và lẽ thật mà thở lại. Giăng đọc 4 câu 24. Tín đồ nhóm họp gặp Chúa Giê-xu. Ngót 2.000 năm trước, khi bức màn tối tăm của một đêm sao vắng, trăng mờ đã cuốn lại, nhường chỗ cho ánh sáng màu hồng của lúc bình minh, có mấy gã chăn chiên đến thấy Marie, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Luca đoạn 2 câu 16. Rồi ba bác sĩ đông phương, sau khi lướt nổi băng ngàn, tìm tòi lận đận, cũng bước vào nhà quán, thấy con trẻ cùng Marie mẹ ngài. Matthew đoạn 2 câu 11. Ấy, nhóm họp trong chuồng bò lụp xụp, chung quanh hài nhi mới sanh, là vua đương trứng nước, là con Đức Chúa Trời thành nhục thể. Ấy đấy cũng là bức tranh thu nhỏ một nhà thờ tin lành. Y như Chúa đã phán dạy, nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Matthew đoạn 18 câu 20. Nhà thờ là gì? Không buộc phải là một lâu đài nguy nga tráng lệ, có lẽ là một chuồng bò, có lẽ là một căn phòng, vì Phaolô nói đến hội thánh nhóm trong nhà Nympha. Colosse đoạn 4 câu 15. Có lẽ ở giữa trời, như khi Phaolô ra ngoài cửa thành đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đang cầu nguyện. Sứ đồ đoạn 16 câu 13. Tóm một lời, nhà thờ là bất luận nơi nào có Đức Chúa Giê-xu hiện diện và làm trung tâm của một bọn người hội hiệp để tìm kiếm Ngài. Bọn ấy có lẽ gồm và đáng lẽ phải gồm mọi hạng người thuộc về mọi thứ bậc. Trong nhà thờ bên máng cỏ thành Bethlehem, chúng ta thấy mấy gã chăn chiên làm nghề thấp hèn cơ cực và ba ông bác sĩ học thức yên thâm, tiền của dư dật. Lại có Marie cùng Joseph nghèo nàn đến nỗi khi dâng Đức Chúa Giê-xu ở đền thờ vào ngày thứ 8 thì chỉ vẻn vẹn có cặp bồ câu con là lễ vật của người cơ cực nhất. Luca đoạn 2 câu 24, Lê-vi đoạn 12 câu 8. Nhưng chính giữa bọn ấy có Đức Chúa Giê-xu, tuyệt điểm của mọi nét lành đánh tốt. Tín đồ nhóm họ thờ phượng Chúa Giê-xu. Vừa thấy hài nhi, ba bác sĩ bèn sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Matthew đoạn 2 câu 11. Đó là mục đích của nhà thờ. Nó là nơi chúng ta thờ lại Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thờ lại là một trực giác của lòng người. Thậm chí, những bộ lạc giả man, ngu tối cũng thờ lại một đấng nào hoặc một vật gì thường để nguôi lòng khiếp sợ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, hài nhi sanh trong máng cỏ thành Bethlehem
đã tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Giăng nhất đoạn 4 câu 8, Ngài dạy chúng ta thờ phượng không phải vì sợ, nhưng vì yêu đấng đã yêu chúng ta trước. Giăng nhất đoạn 4 câu 19, đối với ba bác sĩ, hài nhi thành Bethlehem là vua dân Giuđa. Đối với mấy gã chăn chiên, Ngài là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đối với anh chị em tín đồ chúng ta, Ngài là vua, Chúa và cứu Chúa. Tín đồ nhóm họp làm chứng về Chúa Giê-xu. Đã thấy tin lành, thiên sứ báo cho họ là đích thực. Mấy gã chăn chiên bèn đi truyền cho mọi người ở Bethlehem được biết. Nhà thờ cũng đã có ý nghĩa ấy. Nó là nơi một người bày tỏ với hội chúng những điều mình đã biết về Đức Chúa Giê-xu. Mấy gã chăn chiên thờ Chúa bên máng cỏ đã treo gương sáng suốt cho các ông truyền đạo và cho anh em độc giả noi theo. Hầu khắp cõi Đông Pháp tín đồ hay than thở rằng: Ôi, ước gì mẫu hội thuê một nhà giảng trong tỉnh chúng tôi, ước gì mẫu hội cử một ông truyền đạo đến dạy dỗ chúng tôi. Nhưng anh em nên nhận biết rằng mấy gã chăn chiên kia không hề được đào tạo làm thầy giảng, nhưng cũng có thể nói cho kẻ khác biết rõ tấm lòng vui vẻ vì được nghe điệu hát du dương của các thiên thần. Họ thờ phượng cứu Chúa trong một máng cỏ lụp xụp, nhưng vinh quang thiên thượng chói lòa đổi máng cỏ ra đền thờ rực rỡ. Biết bao nhà thờ theo kiểu ấy đáng phải mọc khắp nơi trong làng xóm và thành thị. Chỉ có 2-3 tín đồ họp lại bày tỏ những ơn phước Đức Chúa Trời đã tắm gội linh hồn khát khao. Tín đồ nhóm họ dâng mọi sự cho Chúa Giê-xu. Ba bác sĩ chẳng những thờ lại, song cũng dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và bột dường. Matthew đoạn 2 câu 11. Đó cũng là một điều kiện cần yếu cho mỗi nhà thờ. Ba bác sĩ dâng lễ quý là bậc giàu sang, nhưng Đức Chúa Giê-xu đánh giá 2 đồng tiền của bà sương phụ kia cao hơn các lễ vật quý của kẻ khác, chẳng phải là vì ít, cũng chẳng phải vì bà nghèo, song bà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Luca đoạn 24 câu 4. Đức Chúa Trời ước ao và cũng truyền bảo chúng ta dâng phần 10 vào hội thánh. Kém số ấy, tức là ăn trộm Đức Chúa Trời. Malachi đoạn 3 câu 8. Những ai bắt chước ba bác sĩ mà vui vẻ dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời, ác sẽ được Ngài ban phước và được mừng rỡ quá bội như ba bác sĩ vậy. Tín đồ vui mừng chịu khổ vì Chúa Giê-xu. Than ôi, ngay khi đến Christ mới giáng sanh vinh hiển, quỷ Sa-tan đã hoạt động xúi dục vua Herod, tức giận quá bèn sai giết hết thảy con trai ở thành Bethlehem. Matthew đoạn 2 câu 16. Ngay khi Chúa bình an ra đời đã được ứng nghiệm là về sau Ngài phán rằng: Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Matthew đoạn 10 câu 34. Ngày nay lại càng rõ rệt hơn ngày xưa. Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì phải chịu bắt bớ. Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 12. Nhưng chúng ta phải noi gương Phi-e-rơ và các sứ đồ khác mà tập lấy làm vui, vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Công vụ đoạn 5 câu 41. Thánh Kinh báo. Sao sáng hay mờ? Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ mới dừng lại. Matthew đoạn 2 câu 9. Một đoàn lạc đà từ phương đông đi về phía xứ Palestine. Ba ông già đăm đăm như tìm kiếm trong cõi xa xăm. Ngước mắt lên trời, kìa, ngôi sao to lớn sáng tỏ vẫn quyến rũ mình lần theo đến nơi đất nước lạ lùng. Tự tin không hề lầm lẫn, ba ông lướt dặm băng ngàn, chẳng dừng chân nhìn sang phong cảnh tiêu sơ đầy thi vị. Tới một làng nhà cửa lụp xụp, sao bỗng dừng trên một máng cỏ đương ấp ủ con Đức Chúa Trời thành nhục thể. Lòng mừng khấp khởi, ba ông quỳ ngắm hài nhi, đã gầm tóm mọi đức tánh trọn vẹn của trời
và của người trong tấm thân yếu ớt. Hà Nhi tỏ bài Thượng Đế. Ngôi sao sáng lúc đêm trường, nó có sức mạnh thôi miên nhà bác học, những sự phát minh kỳ diệu của khoa học, tuy cho người ta thấy hàng mấy mươi triệu ngôi sao rồi, nhưng ở bên Mỹ còn đương chế tạo một ống thiên lý đường kính 2 thước Tây, với con mắt nhân tạo đặt trên đài thiên văn, chi phí hàng triệu bạc ấy, nhà bác học sẽ tìm được thêm hàng triệu ngôi sao mà nhiều ngôi lớn gấp triệu lần địa cầu chúng ta, và lại càng sửng sốt trước bầu trời bao la, mênh mông không bờ bến. Mắt trần khó nhìn xem suốt vũ trụ, mắt của lý tánh và tâm hồn lại càng khó nhận biết Đức Chúa Trời, vì cớ tội lỗi như mây mờ che khuất Ngài đi. Phải có kính thiên lý. Kính thiên lý đó tức là Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta kỷ niệm lễ Giáng sanh đây. Sứ đồ Giăng chấp rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Giăng đoạn 1 câu 18. Thơ Hebrews cũng chép: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Đoạn 1 câu 3. Hỡi ai khao khát Đức Chúa Trời, hãy ghé mắt vào kính thiên lý lạ lùng là Jesus Christ sanh tại Bethlehem, ắt sẽ được thỏa mãn trong tâm hồn. Đằng sau đám mây, sao Chúa vẫn sáng. Đức Chúa Trời dựng nên các ngôi sao để trang điểm bầu trời và soi sáng cho loài người trên đất. Bao phen thủy thủ lên đên trên mặt biển, không một đường lối nhất định, đã nhờ sao sáng mà thoát vòng nguy hiểm. Nhiều người mê tín tưởng ngôi sao có ảnh hưởng đến những hiện trạng trên mặt địa cầu, nên mới có thuật bói sao phát sinh ở nước Candê xưa, lan sang Hy Lạp, Ai Cập và khắp Âu Châu, đến thế kỷ 17 mới tiêu diệt. Nhưng nay là thời kỳ cuối cùng, thuật ấy lại phát hiện. Có báo nói rằng Mussolini, thủ tướng độc tài nước Ý, trước khi làm việc gì quan trọng cũng bói sao. Chúng ta là môn đồ Đấng Christ, biết chắc rằng đằng sau những áng mây mờ bao phủ thế giới, Đức Chúa Trời vẫn cai trị và sắp đặt mọi việc, cả lớn và nhỏ, cho hợp với chương trình đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời nắm vững tương lai của thế giới, của hội thánh và của chính chúng ta, nên trong ngày lễ Giáng sanh này, ai nấy hãy dục lòng mạnh mẽ và cầu xin sao mai sáng chói mọc trong lòng mình, để cuộc đời sẽ phản chiếu vinh quang Ngài khắp chốn. Ước gì người ta nhường chỗ cho Ngài. Ngày lễ Giáng sanh đầu tiên, vua Herod và các quan đại thần mê ngủ chốn lầu son gác tía, chỉ có mấy gã chăn chiên nghèo hèn được nghe thiên sứ báo tin và thiên binh ca hát, được thấy hài nhi trong máng cỏ tiêu điều. Xưa sao nay vậy, biết bao người hờ hững với Đức Chúa Giêsu, và cũng vì sự hờ hững đó nên thế giới mới lâm vào những cảnh huống gớm ghê, kinh khiếp như cuộc Trung Nhật chiến tranh hiện nay. Lại còn dân Tây Ban Nha vì chủ nghĩa khác nhau mà quên cả đồng bào, đồng chủng. Kìa nước này với nước nọ, đảng kia với đảng khác, mặt ngoài tôi anh, bên trong súng đạn chất đầy, tình hình mai hậu thật đã muôn phần nguy hiểm. Hội nghị London, Brussels, Lyon, Geneva chẳng qua là bàn xuông cãi vã, hiệp ước phi chiến, tài binh mất hết hiệu lực, ước gì các chính khách, các lãnh tụ biết noi gương ba bác sĩ thuở xưa, lần theo sao rực rỡ đến nghiêng mình thờ lại Đấng Christ và để Ngài tể trị, thì thế giới sẽ thấy ứng nghiệm lời thiên sứ hát, bình an dưới đất. Một mối thù truyền tử lưu tôn. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời, vì cớ con mắt thiên liêng đuôi mù, họ không thấy ngôi sao sáng của Đức Chúa Giêsu và cũng không thấy chính mình Ngài, đến nỗi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Sau 19 thế kỷ bị Đức Chúa Trời đánh đuổi ra ngoài tổ quốc, họ lại được Ngài nhớ đến mà đem về. Nhưng dân Arab còn kia cứ ôm mối hận nghịch cùng dòng dõi gia cốt. Bao phen xung đột, lưu huyết, đến nay lại tương tặc, tương tàn. Tình hình xứ Palestine cứ bối rối, găng go, trầm trọng, cho đến ngày Đức Chúa Giêsu hiện ra giải cứu dân Ngài. Dự lễ Giáng sanh,
Anh em hãy cầu Chúa cho lời này mau ứng nghiệm. Người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Anh em có thấy sao ngài chăng? Nhưng còn một cảnh trạng thảm mục, thương tâm hơn nữa. Dân Giu-đa thiêng liêng, tức là hội thánh ngày nay cũng bị mờ tối, không thấy ngôi sao đổ sáng trên thành Bethlehem. Lễ Giáng sanh đối với nhiều người hầu đã mất hết ý nghĩa, không như ba bác sĩ dâng lễ quý cho hài nhi, nhiều tín đồ dâng thì giờ, sức lực, tài năng cho những việc hư không của đời. Họ ngồi sưởi bên lò lửa thế gian, chứ chẳng chịu bắt bớ, thử thách như khi Chúa mới sanh ra, đã bị vua Herod hăm giết, phải long đong trốn xuống xứ Egypto. Họ chẳng như Joseph và Mary, bằng lòng vâng theo ý Chúa, không một lời lầm bầm, chối cãi. Hỡi anh em, hồi chuông Noel năm nay có từ miền thiên thượng đem cho anh em sứ mạng tươi mới, sự vui vẻ tưng bừng và tinh thần hy sinh phấn đấu chăng? Ngôi sao sáng có mặt trong tâm hồn, ý chí anh em chăng? Thánh Kinh báo. Ô lạ lùng, dường nào nghe xa xa, dù dường bóng trong điều thần ca, trên bầu trời dài vẫn thánh to thay, hallelujah trời ban dày, lặng yên nghe thiên binh ca tiếng thanh, hoan ca cứu chúa kỳ giáng sanh. Ngợi khen Chúa danh vinh hiển lớn lao, trời sáng mãi mãi trên trời cao. Kìa thiên thượng dành cha thánh hiến vàng, này địa hạ khắp nơi bình an. Đây nhân loại từ nay hướng phước thành, hóa thay vui thay ngày dễ. Noel, sứ mạng bình an, Thánh Kinh báo biên soạn. Phía trời Đông Phi phủ kín một bầu không khí chiến tranh, nước Ý muốn mở rộng thuộc địa, nước Á quyết giữ vẹn lãnh thổ, ngọn lửa thương tàn đương bốc lên nghi ngút. Hội vạn quốc nhóm ở Geneva tìm kiếm phương pháp giải hòa hai nước, ai nấy mong rằng sẽ có kết quả mỹ mãn. Còn bên Á Đông, nước Nhật lại hoạt động ở Trung Hoa, ráp tâm dùng võ lực để lên ngôi bá chủ. Nhưng chim bị rụng tổ, người đời thất kinh sợ sệt, vừa lo sợ số phận mình, vừa ngại cho tiền đồ thế giới. Nhưng thấu suốt đám mây mờ kia, ta thấy những chữ sáng ngời vinh quang từ đấng Christ Giáng sinh. Đừng sợ chi, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Bình an khi Chúa tái lâm. Xưa kia hàng tính, một người một ngựa rong ruổi vào đất vua Hán, thấy trăm họ an cư lạc nghiệp, vang dậy khúc ca thái bình, đến đêm nhà nào cũng để ngõ cửa, ông liền nhận biết nước có quân minh. Hỡi ôi,
Từ đó đến nay lịch sử nhân loại có biết bao trang đượm máu và trời nghêu đất thuấn, chỉ phản phất trong trí tưởng tượng của khách ưu thời. Nhưng nhìn bức tranh đẹp ngoài bìa, anh em vẫn hẳn sẽ giật mình vì thấy con nít chơi với sư tử, cọp vờn chiên con, bò nằm gần gấu, đồng xanh tươi, cây rườm rà, núi sông đẹp đẽ. Ai khéo bày cảnh tượng, người vật hòa hiệp với nhau. Chính là hài nhi ở Bethlehem mà chúng ta đương giữ lễ Giáng sinh đây. Người đời dùng hoặc binh vực vô địch, hoặc chánh sách khôn khéo vẫn không xây dựng được nền hòa bình. Nhưng Đấng Christ Giáng sinh nơi hèn hạ, trưởng dưỡng chốn bình dân, chỉ nhờ sự yêu thương mà gây nên sự nghiệp vĩ đại. Khi Ngài cầm quyền tể trị ngàn năm, muôn dân sẽ yêu nhau như con một nhà, sẽ phá khí giới để đúc cày bừa, sẽ ăn ở công chánh và nhân đó được hưởng bình an không dứt. Đương khi dự lễ Giáng sinh, chúng ta phải ngước mắt đức tin mà trông đợi vua trở lại. Bình an trong lòng tín đồ. Cảnh tượng thanh bình chỉ phô diễn trên thế gian khi Đấng Christ tái lâm, nhưng hiện nay đã phô diễn trong lòng kẻ có hài nhi ở Bethlehem cai trị. Chúa phán rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Giăng đoạn 14 câu 27. Sự bình an của Chúa như mặt biển không chút gợn sóng, như trời thanh không một áng mây mờ, như cây cỏ lặng thinh, ngưng thần trước mặt tạo hóa. Cắt đứt sự bình an của người đời thường là mối lo ngại về cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nhưng trong lễ Giáng sinh này, biết bao tín đồ có thể đứng dậy làm chứng rằng, lạ lùng thay, bàn tay từ ái của Chúa đã cung cấp mọi điều nhu dụng cho mình. Dẫu trải qua năm 1935, nạn kinh tế khủng hoảng đã bớt găng go, và ai nấy có hy vọng đánh thăng bằng nền tài chánh lại, nhưng tín đồ cứ nên ngửa trong Chúa, giúp đỡ mình. Ôi, nhờ người, người chết cậy sức, sức mòn, nhưng nghỉ yên trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời thì hạnh phúc biết bao. Lòng anh em bối rối lo lắng chăng? Tiền trình của anh em mờ mịt, tối tăm chăng? Đừng sợ, hãy bình an. Đó là sứ mạng tươi mới của lễ Giáng sinh, phước thay. Bình an giáng trên tội nhân. Tín đồ không nên lo cho mình, nhưng phải lo cho người đồng loại. Hiện tại và tương lai của chúng ta đã được bảo hiểm rồi, nhưng còn những kẻ ngủ say trong bóng tối thì sao? Anh em có bao giờ để một vài giây phút mà suy nghĩ nghiêm trang về số phận của họ chăng? Cảm ơn Chúa, năm nay hội thánh ở Đông Pháp tiến được một vài bước và vườn nho của Chúa có vẻ xanh tươi hơn. Nhưng nếu biết trong 2.000 đồng bào mới có một người được cứu, thì chúng ta sẽ lấy trách nhiệm giảng tin lành còn đè trên vai mình rất nặng. Ô kìa, muôn trùng người kéo nhau xuống vực sâu, hồ lửa. Anh em hãy chạy mau đến ngăn cản họ. Một người chiến thắng 2.000 người khó lắm. Nhưng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Philip đoạn 4 câu 13. Ta phải có một ý chí kiên quyết rằng sau khi dự lễ Giáng sinh sẽ đi rao truyền tin lành là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Luca đoạn 2 câu 10. Tranh danh đoạt lợi nào có khác xây nhà trên bãi cát trôi, nhưng làm cho hài nhi ở Bethlehem sanh vào những lòng quạnh hiu tối tăm như máng cỏ, ấy mới là dựng những lâu đài sáng chói đời đời trên thiên quốc. Chịu hy sinh từ bỏ khó nhọc, cầu nguyện, làm chứng, treo gương sáng thêm một chút nữa thôi, thì khi vào thiên đàng, anh em sẽ kinh ngạc vì có thêm mấy trăm, mấy ngàn linh hồn hoan nghênh, cảm tạ mình. Không có gì đau đớn bằng vào thiên đàng tay không, chẳng dâng được một linh hồn nào cho Chúa. Thánh Kinh Báo biên soạn. Ngôi sao gia đình, ông sai, cháu què. Trong một ngõ hẻm của thành phố Hà Nội, bọn dân nghèo xác nghèo sơ chen chúc nhau ở những căn nhà nát. Phần đông dân làm phu ngoài bến tàu, vất vả từ sáng mờ đến tối mịt,
để mặc con cái lêu lổng ở ngoài đường. Chúng học nhau đánh đáo, đánh bi, chửi nhau, cãi nhau. Người tử tế không khi nào thèm đặt chân vào cái ngõ ấy. Cái ngõ chứa đủ thứ nghèo nàn, cùng khổ ở giữa thành phố Hà Nội đẹp đẽ, rực rỡ, thủ đô của xứ Đông Dương. Bọn trẻ trong ngõ này tai ác, nghịch ngợm lắm. Chúng hay chọc ghẹo cụ Tửu. Cụ ở một mình, một căn nhà chật hẹp, thuê mỗi tháng có 5 hào. Cụ đi lính, có công với nhà nước, cứ 3 tháng được lãnh 30 đồng. Kể sống một mình cũng khá rộng rãi, nhưng cụ lại nghiện rượu nặng. Mỗi ngày uống hết một chai lớn, nên cụ mới túng bấn như thế. Thật ra cụ uống rượu vì buồn, vì muốn quên, vì tâm hồn cụ đau khổ. Khi ở Pháp về đến quê hương, vợ cụ đã đem đứa con trai đi đâu mất, nhà cửa không còn. Cụ trơ trọi một thân, phải lần ra Hà Nội, sống một mình cho quên nỗi xót xa, đau khổ. Thế cụ Tửu đi uống rượu về, chơn nam, đá chân siêu, thì bọn trẻ rón rén lại gần. Xô cụ thật mạnh, rồi chạy biến. Có khi chúng đến gõ cửa, cụ ra mở thì chẳng thấy ai. Vì thế, cụ ghét chúng, mà chúng cũng sợ cụ. Sợ thì sợ, chúng vẫn không tha. Tháng ngày trôi đã gần đến lễ Giáng sanh. Cụ nhớ những ngày lễ Giáng sanh long trọng mình đã được dự trong trại lính bên Pháp. Nhưng bấy lâu vì tâm hồn cay đắng, nên cụ vẫn hững hờ cùng hài nhi Jesus Christ đã sanh ra tại thành Bethlehem cô tịch kia. Cặc, cặc, có ai ở nhà không? Cụ Tửu lẩm bẩm. Lại đứa nào tinh nghịch đây? Nhưng cụ cũng ra mở cửa và ngạc nhiên vì một chàng thiếu niên ăn bận chỉnh tề, nói năng lễ phép, lại để chân đến cái ngõ hẻm hèn hạ này. Chàng nghiêng mình chào cụ, đưa tờ giấy mời cụ tối đó đến hội thánh Tin Lành dự lễ Giáng sanh. Ôi chà, Giáng sanh với chẳng Tin Lành. Cụ lắc đầu sau khi chàng trai thiếu niên đi khỏi. Tôi còn phải đi uống rượu. Cụ quay vào, đi xuống bếp, ném tờ giấy có máng cỏ và ngôi sao ở trên vẽ nhiều màu vào đống lửa gần tàn. Giấy cháy, cụ đứng nhìn ngọn lửa và cặp mắt còn tinh tường thoáng đọc câu. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Và ngôi sao ấy khiến cụ ngẫm nghĩ, nó cứ vấn vương trí não cụ từ lúc bấy giờ. Cụ còn đương trầm ngâm trước đống lửa tàn, bỗng nghe tiếng người ngã vật xuống đất, tiếng reo hò chạy rầm rầm, tiếp theo tiếng khóc thảm thiết. Cụ giật mình mở cửa ra xem, thì một cậu bé nằm vật trên vũng nước mưa từ tối qua còn đọng lại. Cụ vội vàng đỡ cậu lên, té ra cậu có một chân gỗ. Trái tim cụ bấy lâu như sắt đá, bỗng mềm mại trước một cảnh tượng thương tâm và một giọt lệ lấp lánh trên con mắt đỏ ngầu vì rượu. Cụ vực cậu vào nhà, đặt nằm trên chiếc giường tre. Cậu bé lạnh quá, mặt tái mét, thân thể run bắn dưới manh áo tây róc, hai hàm răng lập cập. Cụ vội lấy mền đắp cho cậu, đốt lửa bên giường và ngồi đăm đăm nhìn khuôn mặt gầy gò nhưng sáng sủa. Hồi lâu cậu bé cựa mình, mở mắt nhìn cụ Tửu. Cụ âu yếm nói rằng: Em cứ nằm yên, em có đau lắm không? Cậu lắc đầu. Cụ tiếp: Em có đói không? Cậu gật. Em ở nhà, tôi đi mua cái này về ăn nhớ. Cụ chạy đi, chừng 10 phút đã về, đem hộp sữa con và 2 cái bánh tay. Cụ pha sữa đem đến, đỡ cậu bé ngồi dậy. Cậu ăn một thoáng cả 2 cái bánh tay. Bây giờ cụ vuốt mái tóc rối bù của cậu mà hỏi rằng: Em con nhà ai? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Thưa cụ, tôi không có cha, cũng không có mẹ. Chẳng biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi. Tôi ở với... À quên, tôi có ở với ai đâu. Tôi đi ăn mày nuôi thân, tối đến lại ngủ ở bên vệ hè. Cụ Tửu bỗng lộ vẻ nghiêm nghị, dường như trong tâm trí mới có một ý định trọng đại. Rồi cụ tươi cười nhưng quả quyết nói rằng: Em ở đây với tôi nhớ. Lời mời vượt quá sự tưởng tượng, cậu chưa thể tin được phải hỏi lại: Thưa, cụ bảo gì? Tôi muốn em ở đây với tôi cho vui. Tôi sẽ nuôi em và cho em đi học. À, tên cậu là gì? Được thế còn gì bằng, thưa cụ.
Tên tôi là Côi. Tên Côi nghe buồn lắm, cậu nên lấy tên là... Mặt cụ lộ vẻ buồn rầu, đau xót vì nghĩ đến đứa con trai một của mình, tên là Cường mà không biết bây giờ trôi dạt vào đâu. Nếu Cường còn ở với cụ, thì năm nay đã 30 tuổi rồi, có vợ, có con. Cụ đâu phải âm thầm một bóng như vậy, nhưng cụ mau trở lại với sự thật ở trước mặt, bèn nói rằng, cậu nên lấy tên Cường. Thật vậy, cụ nhất định cho đứa trẻ mồ côi kia một chỗ trong trái tim khô héo của cụ, để đời cụ và đời nó được băng bó, hàn gắn. Thì ra chia sẻ sự đắng cay của kẻ khác, ắt bớt được sự đắng cay của chính mình. Mặt bỗng sáng ngời, hai mắt long lanh, cậu nói rằng, thế cụ sẽ là ông nội của cháu. Còn cậu sẽ là cháu nội yêu dấu của tôi. Nhìn lên mái nhà như nhớ tiếc cái gì, cậu lẩm bẩm. Đi được thì thích quá. Đi đâu? Đi đâu? Cháu đi đâu, ông sẽ đi với. Cháu muốn đi đến hội thánh Tin Lành dự lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Vui lắm ông ạ. Đây cháu có một cái giấy mời. Cậu móc túi lấy một mảnh giấy, thì chính là mảnh giấy cụ đã ném vào bếp 2 giờ trước. Vì đã hứa cùng đi với cậu nên cụ không sao từ chối được nữa. Phải hỏi rằng sao cháu lại thích đi đến đó? Cháu thích lắm. Ở đấy ai cũng tử tế. Họ thấy cháu rách rưới, què quặt mà vẫn thương yêu, chứ không xua đuổi như nhiều người khác. Cháu thường đến đấy học đạo, và tối nay cháu được lĩnh thưởng. Ông đi với cháu nhé. Ừ, để ông mặc áo đã, rồi đi. Lần theo bờ sông Nhị, một cậu con trai vịn vào một ông già đi chậm chạp và khó nhọc. Cầu Pont du Mer nối liền Hà Nội với Gia Lâm bấy giờ đứng sững, oai nghiêm và lãnh đạm. Dải đèn điện bắc dọc theo cầu chỉ làm rõ rệt cảnh thê lương một buổi tối mùa đông. Hạt mưa bay, luồng gió lạnh. Đến đầu phố cầu gỗ, hai người rẽ xuống. Qua phố Hàng Gai, phố Hàng Bông, phố Hàng Gia thì thấy nhà thờ Tin Lành sáng rỡ với hàng trăm ngọn đèn điện. Tự nhiên, trái tim cụ Tửu đập thình thịch. Cụ dường như cảm thấy trước rằng cuộc đời mình tối nay sẽ phải qua một chỗ rẽ quan trọng. Bước lên thềm xi măng, cụ đã thấy chàng thiếu niên buổi chiều đứng đó đón chào mình bằng nụ cười thành thật và dẫn mình vào ngồi hàng ghế đầu. Bên cạnh, một ông Tây nói tiếng Việt Nam rất rõ. Những ngọn đèn điện ẩn trong chao lục giác phản chiếu ánh sáng lên trần nhà. Hàng cây xanh tươi bày quanh tòa giảng, và nhất là cây thông giăng đèn điện cùng những xúc xích giấy sặc sỡ treo khắp chỗ, làm cho cụ Tửu dạo dực tâm hồn. Chưa đến giờ hành lễ, ông Tây trò chuyện thân mật với cụ Tửu, tỏ cho cụ biết rõ ý nghĩa của lễ Giáng sanh. Lạ thật, trước kia cụ cứ tưởng lễ Giáng sanh là dịp người bên đạo ăn mừng vui chơi, chứ có biết đâu nó có ý nghĩa bao trùm cả nhân loại, cả thời gian và vũ trụ. Cụ sửng sốt trước cái chân lý cao sâu, huyền diệu nay đã thấu suốt tâm hồn ngu tối của cụ. Lễ cử hành nhút nhát giữa một hội chúng chưa hề quen biết, cụ nhìn sang bên kia, nhìn ra phía sau thì thấy toàn những vẻ mặt hiền lành, thật thà, vui vẻ, bình an. Điệu hát du dương, lời cầu nguyện tha thiết, bài giảng cảm động, sự phát phần thưởng long trọng, thiệt trà thân ái, bấy nhiêu cái đã chiến thắng cụ, đến nỗi sau khi nhóm họp, cụ phải xin ông Tây ngồi cạnh cầu nguyện cho mình, tin theo Đức Chúa Giêsu Christ. Cường cũng theo gương cụ. Hai ông cháu ra về, Cường cắp quyển kinh thánh mới được thưởng, vẫn cảnh vật ấy, nhưng bây giờ đối với hai người cảnh vật dường như đã thay đổi sự sống. Hạt mưa bay như thấm ướt linh hồn khô héo, luồng gió thổi như ca hát véo von. Họ bước mau hơn với lòng nhẹ nhàng, nhất là vì đã được hài nhi thành Bethlehem kết bạn với. Sáng hôm sau, cụ Tửu ở phố về, xách một cái gói. Cụ bước đi đàng hoàng, ăn mặc chỉnh tề, chứ không say sưa nói nhảm như trước. Bọn trẻ tinh nghịch, tự nhiên sinh ra kính nể, không dám chọc kẹo nữa. Cụ tươi cười bảo chúng, các em vào nhà tôi ăn kẹo, ăn bánh, uống nước, vui lắm kia. Ban đầu, chúng tưởng cụ lừa chúng vào để đánh cho một trận.
nhất là vì chúng thấy cường chiều qua chúng mới để ngã lại ở trong nhà cụ. Nhưng sau chúng đánh bạo bước vào, đứa ngồi trên giường, đứa đứng chung quanh. Cụ đọc một đoạn kinh thánh cầu nguyện và thuật cho chúng nghe sự tích Đức Chúa Giêsu giáng sanh, rồi hết thảy dự tiệc trà vui vẻ. Từ đấy, cụ không mang tên Tửu nữa, nhưng đổi là Hiền. Từ đấy, cụ tìm lại được hạnh phúc gia đình mà cụ mất ngót 20 năm nay. Từ đấy, nhà cụ là nơi nhóm họp, nghe đạo của đám dân nghèo làm phu ngoài bến tàu. Từ đấy, Cường không còn mồ côi nữa, nhưng có một ông nội thương yêu che chở. Và cũng từ đấy, cụ không còn uống rượu nữa, nhưng chịu khó đi làm, kiếm thêm tiền để nuôi cháu và cho cháu đi học. Đỗ Đức Trí, Hà Nội. Bạn hãy ngưng thần suy nghĩ. Lễ Giáng sinh bấy lâu đối với bạn có lẽ không có một ý nghĩa sâu xa nào hết. Bất quá là một ngày nghỉ để bạn đi đến chỗ này chỗ nọ hoặc hội họp anh em chơi vui. Hôm nay xin bạn hãy dừng lại, ngưng thần định trí, suy nghĩ đúng đắn hơn về lễ Giáng sinh này. Ngài sinh ra nơi rất hèn hạ, nhưng các đạo thiên binh vang dậy tiếng hoan ca để báo tin tức tốt lành ấy. Vậy, đủ tỏ cho bạn biết rằng những ai khiêm nhường đều được Đức Chúa Trời tôn trọng. Càng hạ mình dưới tay quyền năng của Ngài, bạn càng được Ngài nhắc lên cao. Nếu bạn phục dưới chân Đức Chúa Trời như một tội nhân không phương tự cứu, thì Ngài lập tức đem bạn lên bậc thánh nhân vô tội. Ngài không sanh ra trong cung điện của hoàng đế hoặc lầu son gác tía của bậc công hậu, nhưng sinh ra trong máng cỏ. Vậy mà ngôi sao dẫn ba bác sĩ phương Đông đến tận nơi Ngài. Ba ông sắp mình thờ lại Ngài và dâng Ngài những lễ vật xưa nay chỉ dâng cho Đức Chúa Trời, cho các vua và các bậc tuận tiết. Bạn dâng lễ vật nào cho Ngài? Hỏi vậy, chứ thật ra bạn chẳng có thể dâng chút gì cho Ngài cả, ngoài ra tấm lòng tội lỗi xấu xa để Ngài tẩy sạch cho. Sự sanh ra của Ngài trái với luật sự sống, sự chết của Ngài trái với luật sự chết. Không ai có thể cắt nghĩa cuộc đời và giáo lý của Ngài. Cuộc đời ấy không vương vít một tội lỗi nào. Giáo lý ấy sâu xa vượt hết các môn triết lý và luân lý. Trong ngày lễ Giáng sinh này,
Ngài sẵn lòng sanh vào tâm hồn anh em để sống lại cuộc đời cao thượng ấy trong anh em. Anh em còn đợi chờ chi mà chẳng mở lòng tiếp rước Ngài. Ngài ở giữa cõi đời hư hoại, ngồi ăn với những người tội lỗi ghê gớm. Nhưng chính tội lỗi không hề lôi cuốn được Ngài. Khi Đấng Christ ngự trong lòng anh em rồi, thì anh em chẳng cần trốn đời, ở ẩn một nơi. Trái lại, anh em cứ ở chung với loài người, nhưng không làm tội lỗi như họ. Quyền năng của Đức Chúa Giêsu bao phủ anh em như tường thành cao dài. Tội lỗi có xâm hãm cũng vô hiệu. Như vậy, anh em sẽ thấy rằng đặc sắc của môn đồ Đức Chúa Giêsu không phải là mặc áo dài, đeo dấu thập tự, nhưng là sống cuộc đời trọn vẹn ở giữa những người không trọn vẹn. Trong 3 năm trời, Ngài rao giảng đạo tin lành vinh hiển, tuyên bố rằng con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Có bao giờ bạn suy nghĩ về đạo tin lành ấy không? Bao nhiêu đạo khác theo thời gian mà hóa ra già cũ, bất hợp thời và bớt người tin theo. Nhưng đạo tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ bao giờ cũng như mặt trời lúc ban trưa soi sáng muôn vật, như sương móc đượm gội cây cỏ, như gió xuân quạt mát tâm hồn, như không khí trong sạch giữ sự sống loài người trên mặt đất. Bạn có bao giờ nghĩ rằng Ngài không viết một quyển sách nào, không xây một nhà thờ nào, không có một món tiền nào, thế mà tên tuổi Ngài lừng khắp địa cầu, trải qua 19 thế kỷ, muôn muôn triệu triệu người tha thiết theo Ngài, hàng ngàn hàng vạn người liều chết vì danh Ngài. Bạn có thấy một giáo chủ, một hoàng đế, một bậc anh hùng, một tay lãnh tụ nào được tôn sùng, ngưỡng mộ như thế không? Chắc không. Đến đây chắc bạn phải tự hỏi, sao có như vậy được? Ấy vì Ngài chẳng những giáng sinh, dạy dỗ, làm phép lạ, sống cuộc đời chí thánh, nhưng cũng đã liều mình chịu chết trên cây thập tự giá để đền tội loài người. Sự đóng đinh Ngài vào thập tự giá là tội nặng nhất trong lịch sử. Ấy là nói theo quan điểm của loài người. Nhưng theo quan điểm của Đức Chúa Trời, thì chỉ có sự đóng đinh thảm khốc ấy mới đủ làm giá chuộc linh hồn loài người. Khi Ngài chết, ít ai đổ nước mắt khóc thương, nhưng mặt trời tối đen và đất rúng động, tội ác của loài người và của chính mình bạn nữa, đã đóng đinh Ngài ở giữa hai tên trộm cướp. Nhưng sau khi Ngài sống lại vinh hiển, thì cửa thiên đàng mở toan để rước Ngài vào. Và đã 19 thế kỷ rồi, mặc dầu biết bao kẻ thù công kích, Ngài vẫn sống, làm trung tâm của sử ký thế giới, làm đề mục vĩnh viễn của mọi nhà truyền đạo, làm then chốt của các biến động, làm hy vọng độc nhất của loài người. Giọt huyết của thường nhân ví đem nhuộm đỉnh đồi Gô-gô-tha kia thì có thể sanh ra những hiệu quả kỳ diệu như thế trải qua 19 thế kỷ chăng? Tâm hồn và lý tánh vô tư của bạn buộc phải đáp rằng không. Vậy, bạn hãy quỳ trước mặt Ngài mà tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa độc nhất, vô nhị của mình. Theo LBR. Lòng người khi Chúa giáng sinh, mục sư Phan Văn Hiệu, Bến Tre, Nam Kỳ. Mừng ngày Chúa, chúng ta hãy suy gẫm về các truyện tích lúc Chúa giáng sinh chép trong Kinh Thánh để biết lòng Chúa đối với người và lòng người đối với Chúa khi Ngài mới ra đời là thế nào. Thứ nhất, bọn chăn chiên, Luca đoạn 2 câu 8 đến 20. Hạng người lam lũ làm ăn, song hân hạnh được nghe thiên sứ báo tin lành về đấng cứu thế ra đời, họ vội vàng bỏ việc quan hệ của họ mà điều tra cho rõ thật hư và làm chứng về Chúa cách vui vẻ khôn xiết. Thứ hai, các thầy bác sĩ, Matthew đoạn 2 câu 1 đến 12. Hạng thượng lưu tri thức nhờ xem thiên văn và thấy ngôi sao kỳ lạ Chúa dùng báo tin mà biết Chúa ra đời. Họ vội vàng đi tìm và thờ lạy, dâng lễ rất quý cho hài nhi Giê-xu. Thứ ba, chủ
chủ nhà quán thành Bethlehem, Luca đoạn 2 câu 7. Dầu Chúa đã ra đời tại nhà mình, song không hay biết chi cả, để Ngài nằm ngoài chuồng bò, thật uổng quá. Có lẽ sau khi bọn chăn chiên và bác sĩ đến làm chứng, thì ông ấy mới biết là Chúa. Song ta không thấy Kinh Thánh chép ông có chú ý gì về Chúa, thật quá ư lãnh đạm. Thứ tư, vua Herod, Matthew đoạn 2 câu 3 đến 18. Hạng vua Chúa cầm quyền trên thiên hạ, Chúa sai các thầy bác sĩ cho hay, chẳng những không hoan nghênh, còn sanh lòng thù giết. Dầu vậy, Đức Chúa Trời bảo vệ con Ngài, nên thiên sứ mách cho cha mẹ của Chúa Giêsu trốn thoát trước khỏi sự tàn sát. Chuyện này dạy ta rằng, Đức Chúa Trời không ngăn việc ác loài người, song le không cho ý định loài người phá hư ý định của Chúa. Thứ năm, dân Giu-đa. Chúa báo cho cả dân chúng biết Chúa ra đời bởi tiên tri trong Cựu Ước. Họ vẫn trông đợi, song vì xu hướng về xác thịt, thành họ không ngờ Giê-xu là đấng đó, đến nỗi họ sai lầm quá mà giết Chúa đi. Nhưng Chúa nhân dịp đó mà dân mình làm của lễ chuộc tội trên thập tự giá. Điều này dạy ta rằng Chúa không xui loài người làm việc ác, song le Chúa nhân việc ác của loài người mà làm thành ý tốt lành của Ngài. Thứ sáu, Joseph và Mary, Matthew đoạn 1 câu 18 đến 25, Luca đoạn 2 câu 19. Ông bà biết rõ con mình là Chúa cứu thế, vì được thiên sứ mách bảo khi họ mới thọ thai. Sau khi nghe bọn chăn chiên nói, thì bà suy nghĩ trong lòng, các thầy bác sĩ dâng lễ cũng chứng thực, không biết có thật tin chăng mà không thấy làm chứng cùng ai hết. Song le, sau khi nghe thầy tế lễ cả ở đền thờ cầu nguyện lúc dâng con, thì lấy làm lạ. Có lẽ ông bà hổ thẹn chăng? Sợ người ta giết con mình chăng? Còn hồ nghi lời thiên sứ nói chăng? Hay là ông bà có nói mà bộ Kinh Thánh không chép? Cứ suy nghĩ thêm. Thầy tế lễ Simeon, Luca đoạn 2, câu 25-35. Bậc tu hành ở đền thờ có hy vọng nhân chánh về lời tiên tri. Ông được gặp con trẻ Giê-xu và chắc cha mẹ con thuật lại mọi việc. Ông tin Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ông thỏa lòng và xin Chúa cho mình qua đời. Xem chuyện này, ta thấy xưa Chúa rất chú ý đến mọi hạng người và dùng đủ cách nào để rao báo tin lành cho họ thể nào. Nay vẫn còn làm vậy. Song le lòng người xưa nay cũng giống nhau. Hạng nghe và tin và làm sáng danh Chúa, còn hạng chỉ làm thinh hay bắt bớ, chống nghịch Chúa, vân vân. Nhân dịp lễ Giáng sinh, ta thử hỏi, tôi giống hạng người nào? Nếu thấy mình thuộc vào hạng lãnh đạm với Chúa, thì có thể ăn năn ngay, vì kìa, hiện nay là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Mục sư Phan Văn Hiệu. Nước thiên đã khác. Ông bác sĩ thứ tư, Albin Peron, nguyên tổng binh cứu thế quân. Kinh Thánh chép rằng có ba vị bác sĩ phương Đông lần theo ngôi sao đến thành Bethlehem thờ lại đấng Christ mới giáng sanh. Nhưng có một chuyện truyền khẩu thuật có bốn vị bác sĩ chứ không phải là ba. Họ hẹn nhau ở một nơi kia để cùng lên đường. Nhưng vị bác sĩ thứ tư, tên là Ái Nhân, chẳng may tới trễ. Khi tới nơi thì ba người bạn đã đi rồi. Ái Nhân buồn rầu, lo lắng quá, nhưng sao cũng phải ra đi. Trèo đèo, lặn suối, ông cùng bầy lạc đà và các tôi tớ nhắm vào thành Bethlehem thẳng tiến. Tới một thành kia, chợ họp đông đúc, ông nhát thấy một trang thiếu nữ trong kiều diễm, nết na, bị trói chặt hai tay, đem bán làm tôi mọi. Nàng ngồi ở một xó chợ
vẻ mặt buồn thiêu, hai hàng nước mắt chan hòa, bấy lâu dầm thấm những lời đạo đức của Thượng Đế. Vả cũng sẵn mối từ tâm, ái nhân bèn xuống lạc đà, giao cho một tên đầy tớ giữ, rồi lại gần hỏi han trang thiếu nữ. Nàng đáp: Thưa ông, tôi là con nhà bần bát, vì mẹ đau nặng không có tiền chạy chữa, nên phải liều bán mình giá rẻ cho chủ này để đền ơn mẹ. Bây giờ chủ sắp bán tôi cho người khác, xin ông ra tay cứu giúp. Nghe qua sự tình, ái nhân động lòng rơi lụy, liền mở bao lấy một viên ngọc sáng ngời, đưa cho người chủ mà rằng: Đây, ta mua cô này. Đoạn ông tự cởi trói cho nàng, trao cho một viên ngọc khác bảo rằng: Nàng cầm lấy của này về, bán đi nuôi mẹ, cầu xin Thượng Đế báo đền lòng hiếu thảo của nàng. Thiếu nữ quỳ xuống tạ ơn ông. Ông vội đỡ dậy: Cô đừng làm thế, cứu giúp người cùng khổ là tỏ lòng kính yêu Thượng Đế, và có giúp cho kẻ khác sung sướng thì tôi mới hưởng hạnh phúc thật. Ái nhân lại lên đường, qua rừng xanh, núi đỏ, trong phần nguy hiểm. Nhưng ông chẳng hề than phiền hay ngã lòng. Ông chỉ ước ao thấy mặt cứu Chúa của nhân loại. Buổi tối kia, ông tới một quán trọ, ở phòng sang trọng nhất. Bầu trời điểm muôn vàng sao sáng, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu xuống trần gian. Ông đương mãi suy nghĩ về quyền năng vô lượng và lòng từ ái sâu xa của Thượng Đế. Bỗng nghe tiếng rên rỉ gần đó, ông gọi chủ quán lên hỏi. Chủ quán đáp: Thưa bác sĩ, có một người thanh niên nghèo túng nhưng rất ham học, ở trọ nhà tôi vào hạn chót, chẳng may đau nặng không tiền chạy chữa. Chẳng niềm trắc ẩn, bác sĩ vội xuống thăm, thấy chàng có vẻ thông minh nhưng ốm yếu lắm. Ông bảo khiêng chàng lên phòng mình, suốt đêm đó chính ông săn sóc chàng và cho mời thầy thuốc đến cứu chữa. Ông muốn ở lại cho đến khi chàng lành mạnh, nhưng còn phải lên đường tìm cứu Chúa là việc hệ trọng hơn. Vậy, sáng hôm sau, ông gọi chủ quán đến, trao cho 10 thoi vàng, dặn rằng: Ông cầm số tiền này lo thuốc thang cho chàng, con thưa thì để giúp chàng ăn học. Từ giả ân nhân, chàng thiếu niên chẳng biết nói gì, chỉ nhỏ hai hàng lệ cảm kích. Ông cầm tay chàng an ủi rằng: Bạn hãy vững lòng tin cậy Thượng Đế, cầu xin Ngài giải cứu cho. Nhất là hãy nhớ rằng những cơn thử thách ở đời chính là những nấc thang đưa ta lên chỗ cao thượng, thánh khiết hơn. Đoạn, ái nhân vội vã lên đường, nhưng ông thấy biết bao người cùng khổ, đau yếu, bị hà hiếp, nên cứ dừng lại, tung vàng, bạc, ngọc báu ra cứu giúp. Ngày này tới ngày khác, tháng luộn năm qua, chốc đã 33 năm mà ông vẫn chưa đi tới đích. Đi suốt ngày đêm, bầy lạc đà phóng nước đại đã đưa đoàn lữ hành đến núi Gô-gô-tha, ở ngoài thành Jerusalem. Kẻ kêu khóc, người mắng giết, kẻ bàn tán, người phê bình, nhân dân lũ lượt đi xem. Xem gì, bác sĩ cũng lần theo họ. Ố kìa, ba cây thập tự trồng ngang nhau, hai người ở hai bên, trong vẻ mặt rất hung tợn, nhưng người treo giữa rất hiền từ, đạo mạo. Ái nhân tiến đến gần, thấy trên đầu người treo giữa có đề mấy chữ: Người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Người đương lẩm bẩm nói gì nghe không rõ. Đến gần hơn, ái nhân nghe tiếng hấp hối của người cầu nguyện rằng: Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Thôi, chính là cứu Chúa, chính là vua dân Giu-đa. Không có sao sáng ngời nữa, nhưng bóng tối tăm phủ kín một vùng trời. Bác sĩ ái nhân quỳ xuống trước đấng bị đóng đinh, khóc lóc nức nở, tiếng hấp hối âu yếm hỏi rằng: Hỡi con yêu dấu của ta, cớ sao con khóc? Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho tôi. Tôi đã đem nhiều lễ vật quý báu để dâng cho Chúa ngay khi Chúa mới giáng sanh. Nhưng than ôi, tôi tới trễ, ba bạn tôi đi mất rồi. Dọc đường tôi mãn lo cứu giúp người cùng khổ, phao phí hết vàng, bạc, châu báu. Đến nay gặp Chúa thì Chúa đã gầm chuốc linh hồn. Than ôi, tôi chẳng còn một vật báu nào để dâng cho Chúa.
xin Chúa tha tội cho tôi. Một nụ cười nở trên môi đấng hấp hối, Ngài phán rằng, con nghĩ lầm, mọi việc con làm cho những kẻ nghèo khổ, tàn tật, đau yếu và bị hà hiếp, ấy là con đã làm cho ta. Con yêu thương họ, ấy là bằng cớ tỏ ra con yêu thương ta. Chắc con chưa nghe lời ta phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Hỡi anh em, dự lễ Giáng sanh, Chúa chúng ta xuống trần để treo cao tấm gương ái nhân như kỹ. Chúng ta phải noi gương cứu Chúa, tùy sức giúp kẻ đồng loại về phần linh hồn và xác thịt, băng bó vết thương của đời, ấy đấy nhiệm vụ chúng ta là tín đồ Ngài. Tiếng chuông lần vang đón mừng đêm màu nhiệm vinh quang, ngàn sương muôn thế sứ hân hoan bay lên ca vang. Ân thiên vô biên cho nhân loại, hoan hỷ vô song cho muôn loài, vì hài nhi Giêsu đến, đem kỷ nguyên thanh bình. Chào mừng đời ân điển, hãy hoan hô tại bình yên. Sứ ca danh Giêsu muôn đời, tán sứ vua uy linh trên trời. Huyền diệu thay Giêsu đến, đem tin nguyện thay mình. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân lên mình. Liền ngồi cao sang vẽ vang trên thiên đàng quang vinh. Lớn thế chết thay cho muôn người, lưu huyết hy sinh tha muôn đời. Vì diệu thay chiến con đó, đem tin nguyện thay mình. Phước thay chào mừng đại ân điển, hãy hoan hô thời bình yên. Sứ ca danh Giêsu muôn đời, đón giữ vua uy linh trên trời. Huyền diệu thay Giêsu đến, tin nguyện thay mình. Phương khóm cây xanh, hai trẻ mồ côi. Nó tên là thằng trọi, cái tên mà người ta đặt cho nó, vì nó trơ trọi một mình, không cha, không mẹ, không nhà, không cửa. Mới 12 tuổi đầu mà thằng trọi phải tự nuôi lấy mình, không ai bao bọc dạy dỗ. Ngày thì đi thổi sáo, ai thích nghe thì sẽ cho nó tiền. Đến đêm, nó lấy đất làm chiếu, lấy trời làm mền, thế mà nó vẫn sống. Sống một đời vui vẻ với cảnh nghèo của nó. Cùng trạc tuổi với trọi, thằng Sang, con của bà Phán Tâm, dường như không biết cực khổ là gì. Sang ở trong một tòa nhà đẹp đẽ, ăn mặc bảnh bao mà lại có tánh bướng bỉnh, kiêu căng, khó chịu. Dầu Sang là học sinh trường Chủ nhật mà tánh ấy năm nào cho đến năm nào cũng còn nguyên. Chiều hôm nay Sang đi học trường Chủ nhật về, coi bộ hớn hở hơn mọi lần. Vừa bước vào cửa đã gọi ngược gọi xuôi, vừa múa tay vúa chân. Má ơi má à! Bà Phán Tâm đón con hỏi rằng, cái gì thế con? Sao kêu lớn vậy? Còn có 4 ngày nữa là đến lễ Chúa Giáng sanh má ạ. Lát nữa, dùng cơm xong, má dắt con đi mua hàng về may cho con cái áo mới. Má mua cho con đôi giày mới. Con đi dự lễ má nhé. Bà Phán Tâm cưng con nên nhận lời ngay. Cơm nước xong, Sang tung tăng chạy ra trước sân chờ mẹ sửa soạn để đi mua đồ cho Sang. Đang chạy giỡn, Sang bỗng im lặng, lắng tai. Ủa, tiếng sáo của ai thổi nghe hay quá nhỉ? Lần theo tiếng sáo, Sang ra đến cổng. Ơ kìa, thằng trọi, lem lút, đầu bù, tóc rối, đang đứng phùng miệng thổi ống sáo bằng tre. Xung quanh nó có vài đứa trẻ đứng xem. Lên giọng đài cát, Sang gọi. Ê trọi, đem cái ống sáo của mày lại cho tao xem chút nào. Mau lên. Trọi mừng quính, chắc chuyến này thế nào cũng được tiền thưởng, bèn vui lòng trao cho Sang xem.
Sang cầm ống sáo xăm soi một hồi rồi đưa lên miệng thổi. Nhưng tay miệng Sang vụng về, không biết cầm làm sao và thổi làm sao, loay hoay mãi mà thổi không đặng tiếng nào. Sang phát cáu, lia mạnh ống sáo ấy xuống đất, rồi dẫm chân chà nát. Thế là rồi đời cái ống sáo yêu quý của thằng Trọi. Bây giờ thằng Trọi cuống quýt khóc rùm lên. Cậu ơi, sao cậu nhẫn tâm thế? Tại cậu không biết thổi, chứ nào phải tại ống sáo của tôi đâu. Cậu làm hư nó rồi thì tôi phải chết đói, vì nhờ nó tôi mới sống đến ngày nay vậy. Mặc kệ thằng Trọi khóc lóc, Sang đã chẳng chút xót thương, không chịu bồi thường, lại còn xua tay đuổi. Thằng chết cha chết mẹ, hoang đường hoang xá kia, đi chỗ khác cho mau. Dứt lời, bỗng có tiếng bà Phán Tâm gọi Sang. Sang giật mình xây lại, biến sắc. Thì ra nãy giờ mẹ Sang núp phía trong cổng, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà nghiêm nét mặt bảo Sang rằng: Này Sang, hãy nghe ta thuật một chuyện này đã. 5 năm trước đây, một đêm mưa phùn gió bấc, trước cổng nhà kia có tiếng khóc la của một đứa bé. Chủ nhân trong nhà ra xem thì thấy đứa nhỏ chừng 7 tuổi, run lập cập, đứng không vững bởi bộ giò ống tông, mình trần, quần rách tả tơi. Hỏi nó ở đâu thì nó nói nó là con mồ côi cha mẹ, không nhà cửa, chỉ ở đầu làng, cuối chợ. Hôm nay không chỗ ngủ, lạnh quá, lần mò đến đây. Chủ nhân thấy vậy động lòng thương, đem nó vào nhà, nhận nó làm con và cho nó ăn mặc tử tế. Vài năm sau nó quên nó là con nhà bần, bởi vậy má nó cho nó đi học, nó làm biếng học, cũng cho nó tin Chúa, vào trường Chúa Nhật mà nó không có lòng đạo đức, cứ ỷ giàu sang, có tánh kiêu căng và ăn hiếp kẻ nghèo. Mẹ nuôi nó lấy làm hối hận vì đã nhận nó làm con. Nghe xong, Sang suy nghĩ lung lắm và hỏi mẹ rằng: Thưa má, thằng nhỏ ấy là ai vậy? Giọng quả quyết, bà Phán Tâm đáp rằng: Thằng nhỏ ấy chính là Sang đó con ạ. Sang bây giờ mới tỉnh ngộ, nhớ lại khi xưa nó cũng như thằng Trọi hôm nay. Sang vội vàng xin lỗi mẹ và xin mẹ hãy tiếp nhận thằng Trọi làm con y như đã tiếp nhận Sang vậy. Bà Phán Tâm rất bằng lòng, gọi thằng bé Trọi lại, xoa đầu bảo rằng: Từ nay Trọi sẽ là con của ta nhé. Vậy Trọi chẳng phải chơi Trọi nữa, bèn là Trọn, vì có mẹ và anh, chắc con bằng lòng lắm nhỉ. Chuông Noel kêu vang rền, bà Phán Tâm cùng hai con hớn hở đi nhà thờ mừng Chúa Giáng sinh. Sang và Trọn quần áo tốt đẹp sạch sẽ, dắt tay nhau bước vào cổng nhà thờ. Các bạn trong trường Chúa Nhật đón chào vui vẻ. Sang giới thiệu Trọn với các bạn: Đây là món quà Noel Chúa cho tôi, Trọn em tôi đấy. Rồi Sang luôn miệng thuật cho các bạn nghe vì sao Sang được món quà quý báu ấy. Nghe xong, ai nấy đều khen Trọn có phước, mừng Sang đổi tánh, không còn kiêu căng như trước nữa. Đoạn, hết thảy đều hát mừng ngợi khen Chúa. Cô Nguyệt Dung thuật. Nhân Hoàng Anh sang Pháp. Tháng 7 vừa rồi, Ba Lê, thành phố ánh sáng đã được tiếp rước hai vị vương khách là anh hoàng George VI và hoàng hậu Elizabeth, người đứng đầu một đế quốc lớn nhất hoàn cầu, tạm dời cung điện tráng lệ để đi thăm một nước bạn, hẳn phải vì một cớ rất quan trọng. Cuộc tiếp rước của vị hoàng đế oai quyền dường ấy phải long trọng thế nào, chắc ai cũng dư biết. Trong bài này, chúng tôi xin dựa vào
cuộc ngự du của anh Hoàng mà luận về một đấng mà chính anh Hoàng cũng tin theo và thờ lạy, tức là Đức Chúa Giêsu Christ đã giáng sanh làm người để cứu chuộc nhân loại. Anh Hoàng tạm dời cung điện. Để thắt chặt dây thân thiện giữa nước Anh với nước Pháp, anh Hoàng phải tạm dời cung điện ở Luân Đôn mà sang Ba Lê. Sự huy hoàng của cuộc ngự du ấy không còn tả xiết. Đình thần hộ giá vượt biển Manchester sang Pháp. Thấy sự huy hoàng ấy, ta lại bắt nghĩ đến cứu Chúa của loài người giáng sanh vào những trường hợp khác hẳn. Vì yêu thương tội nhân hư mất, Ngài tình nguyện tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài phải bỏ hết sự vinh hiển, oai quyền ở trên thiên đàng, mà sanh ra như một con nhỏ hèn hạ yếu ớt. Lúc ấy, nhân dân ngủ say mê mệt, vua quan miệt mài trong cuộc trụy hoang, chẳng một ai lo nghinh tiếp con trời giáng thế. Chỉ có mấy gã chăn chiên nghe thiên sứ báo tin, vội đến thờ lạy Ngài. Cũng như anh Hoàng vượt biển Manchester, Đức Chúa Giêsu Christ phải trải qua bao nỗi gian nan đau khổ trên biển hồng trần mới được tỏ rõ một tâm hồn thánh khiết quân tử, đạo đức không một nhà hiền triết nào sánh kịp. Anh Hoàng khánh thành đài Britannica. Đài Britannica kỷ niệm các đạo quân nước Anh đã sang giúp nước Pháp vì công lý, vì nhân đạo. Một phần chiến sĩ anh dũng ấy đã bỏ mình ở đất Pháp. Nay chính vua nước họ nghiêng mình tĩnh niệm trước đài kỷ niệm mà nước Pháp đã dựng nên thì không ai mà không cảm động. Nhưng chúng ta còn cảm động vô cùng khi đứng trước thập tự giá là đài kỷ niệm sự yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Trên thập tự giá ấy, Ngài đã đổ đến giọt huyết cuối cùng để bôi xóa hết tội lỗi của chúng ta. Nơi chân thập tự giá ấy, biết bao người đã sống cái phúc thiêng liêng, cảm động vì được bôi xóa hết tội lỗi, được đổi mới tấm lòng và bước vào một cuộc đời mới mẻ. Bạn hãy kiếp đến thập tự giá, nghiêng mình mà thờ lạy, tĩnh tâm mà suy gẫm về tình yêu thương cao hơn trời, rộng hơn biển, dài hơn thời gian. Như vậy, bạn sẽ cảm động, sẽ tin nhận cứu Chúa chết vì mình, và sẽ được vào một địa vị cao quý, làm con của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh Hoàng di chuyển xe lửa đặc biệt. Chuyến xe lửa này sửa chữa rất cẩn thận, tốn kém hàng triệu quan. Toa nào cũng cắm la liệt những cờ Pháp và Anh. Cầm lái chuyến này không phải một tài xế tầm thường, nhưng là một viên kỹ sư cao cấp. Cuộc hành trình của Đức Chúa Giêsu trên thế gian có dấu hiệu của thiên đàng. Ngài luôn luôn tỏ ra là đấng từ trời đến. Mọi người lấy làm lạ. Ngài không phải như thấy một kẻ có những cử chỉ kỳ dị, nhưng lạ như đứng trước một gương mẫu hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ. Cuộc đời ấy xứng hiệp trọn vẹn với ý chỉ và phương lược của Đức Chúa Trời, là đấng không hề lầm lẫn, chẳng khác chi chuyến xe lửa của anh Hoàng do viên kỹ sư cao cấp cầm máy thì vững chắc lắm. Anh Hoàng được nghinh tiếp long trọng. Từ ông Tổng thống nước Pháp, ông Thủ tướng, các ông Tổng trưởng, các đại tướng, các thượng quan cho đến toàn thể dân chúng, ai nấy vui mừng hớn hở đón tiếp anh Hoàng. Các nhà chụp ảnh và quay phim đều lấy anh Hoàng làm đích. Bất cứ anh Hoàng đi thăm một công thự, một đài kỷ niệm hay một cơ quan từ thiện, thì nào diễn văn, nào yến tiệc, nào gắn huy chương, thật là muôn phần long trọng. Trái hẳn với anh Hoàng, Đức Chúa Giêsu luôn luôn bị người ta hất hủi. Kinh Thánh chép rằng, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Tại sao vậy? Vì như ánh sáng và tối không hiệp nhau thể nào, thì Ngài và những kẻ cố ý giữ tội ác cũng phải phân rẽ nhau thể ấy. Ngài rất thương yêu tội nhân, nhưng không hề dung túng tội lỗi. Bạn hãy tự hỏi mình, ta hoan nghênh Đức Chúa Giêsu hay chối bỏ Ngài? Nếu hoan nghênh Ngài, bạn hãy lăn xa tội lỗi, tung hô Ngài là vua độc nhất của mình. Kinh Thánh có chép, hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.
anh hoàng được người ta hầu hạ kính cẩn. Nơi anh hoàng ngự trang hoàng rất hoa mỹ, anh hoàng được mọi sự thuận tiện cũng như trong cung điện ở Luân Đôn. Đặc biệt hơn hết là bữa tiệc dọn cho thời cổ. Bao nhiêu người hầu tiệc đến ăn bận như đời vua Lỗ Y Thập Tử. Triều vua mặt trời đã sống lại trong khoảnh khắc. Bạn có cảm động khi nghe lời này của Đức Chúa Giêsu chăng? Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài đến không phải để người ta hầu hạ mình, nhưng để hầu hạ người ta. Ngài đi nơi này chốn khác, dạy dỗ, chữa bệnh, yên ủi, không biết mệt mỏi là gì, nhiều khi quên cả ăn uống. Và cũng chính Ngài đem người ta trở lại địa vị cố hữu. Ngài là mặt trời công bình, dẫn dắt loài người về với Đức Chúa Trời để được lại những đặc quyền và ân huệ mà tổ tông đã bỏ mất vì sa ngã vào tội lỗi. Anh em nên nhớ rằng hiện tình của thế giới và của chính anh em không xứng hiệp với ý chỉ của Đức Chúa Trời chút nào cả. Ngài là đấng trọn lành, nên làm mọi sự trọn lành. Sự bất toàn rối loạn là do tội lỗi của chúng ta gây nên. Đức Chúa Giêsu là nhà dàn cảnh đại tài, đã bày trên sân khấu của vũ trụ một cảnh rực rỡ gồm sự yêu thương, thánh khiết, hòa bình, đạo đức. Nếu tin theo Ngài, anh em sẽ được thở hút bầu không khí trong trẻo ấy. Anh hoàng dự mấy cuộc diễn binh, chắc ai cũng nhận biết nước Pháp và nước Anh phải cố kết với nhau để bảo toàn nền hòa bình ở châu Âu. Bởi vậy, nhân dịp nghinh tiếp anh hoàng, chánh phủ Pháp đã tổ chức mấy cuộc diễn binh rất long trọng để tổ chức sức mạnh của mình. Bộ binh, không quân, kỵ binh và khí giới tối tân, các xe tăng, xe hơi bọc sắt, làm cho mọi người tin cậy binh lực của nước Pháp. Các nước trên thế giới ngày nay được vững bền là nhờ sức mạnh, nhờ võ lực. Sở dĩ phải có như vậy vì kẻ mạnh luôn luôn lấn kẻ yếu. Nếu để mình kém sút thì không khỏi bị tiêu diệt. Nhưng trái hẳn với thường tình của nhân loại, khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian này, Ngài giấu kín quyền lực tối cao mà chỉ tỏ lòng yêu thương thành thật. Võ lực đã kéo thế giới vào vòng thảm khốc và chỉ có lòng yêu thương lẫn nhau mới cho loài người yên hưởng hạnh phúc chân chánh. Nếu tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, anh em sẽ trở nên như sứ giả của sự yêu thương thiên thượng, là nền hòa bình lập trên công lý của Đức Chúa Trời. Để đem hạnh phúc cho nhân loại, phải có những người yêu thương tha thiết, sẵn sàng hy sinh, kính sợ Đức Chúa Trời, không ham mê danh lợi và nhất là được buông tha khỏi xiềng xích của tội lỗi. Những người ấy chính là anh em miễn, là anh em bằng lòng tin theo Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã yêu anh em và phó chính mình Ngài vì anh em. Anh hoàng thắt chặt tình thân thiện. Cái đó là lẽ tất nhiên. Từ sau cuộc ngự du của anh hoàng, nước Anh và nước Pháp hiệp tác chặt chẽ, đi đôi với nhau để xây đắp nền hòa bình ở Âu Châu. Cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Christ ở thế gian này cũng có kết quả tốt đẹp như thế. Ngài đã làm cho Đức Chúa Trời thánh khiết hòa thuận lại với loài người tội lỗi. Các tôn giáo khác không thể có kết quả tốt đẹp như thế vì không có phương pháp nào giăng xa cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn hồng đổ trên người cố ý phạm tội. Nếu anh em cảm thấy mình sợ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sợ sự đoán phạt nặng nề trong đời sau, sợ ở nơi cô tịch mà đối mặt với chính mình, thì nên nhờ Đức Chúa Giêsu Christ dẫn về cùng Đức Chúa Trời để được hòa thuận lại với Ngài, làm con cái yêu quý của Ngài. Anh hoàng về nước và được hoan hô. Sau cuộc ngự du, anh hoàng về đến Luân Đôn, được dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Anh hoàng và anh hậu phải đứng trên bao lơn cung điện Buckingham để đáp lại lòng quý mến của dân chúng. Sau khi làm nên sự cứu rỗi lạ lùng, Đức Chúa Giêsu đã trở về thiên đàng. Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu Christ, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, mà mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa.
Đức Chúa Giêsu Christ đứng trong địa vị cao trọng như thế chẳng phải để sanh lòng kiêu căng hay tự đắc, chẳng phải để riêng được thỏa mãn, song để cứu giúp và binh vực mọi người tin theo Ngài. Nếu anh em phó thác thân mạng vào tay oai quyền, nhân ái dường ấy, thì đời này và đời sau sẽ hưởng được ơn phước dồi dào và sự sống vô cùng. Kìa vùng trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng, choàng con trời từ hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bên mê, ra đời làm gió cao quý cứu chúng sinh về. Bao năm cánh đời như giữa đêm ác của kiếp kinh, hôm nay khắp trời trong rõ quang cánh bình minh. Chúa xanh giờ đây đêm thơ, người nửa chết nửa sống. Mục sư Huỳnh Kim Luyện, Hải Phòng, Bắc Kỳ. Có một người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mãi bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong, có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương rồi rịt lại. Đoạn, cho cởi con vật mình, đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Luca đoạn 10, câu 30 đến 35. Đấy là một chuyện người nửa sống nửa chết. Ký giả muốn dùng lời thí dụ này mà ứng dụng cho người ở đời đương nửa sống nửa chết. Nói vậy chắc có lắm người phản đối, vì chưa hề có ai nửa chết nửa sống, hễ chết là chết, mà sống là sống vậy. Xin đừng vội, hãy lập tâm, nhẫn nại, dò xét kỹ càng, rồi sẽ thấy đó là một chân lý chung cho cả loài người ở trong đời này. Thưa
Thứ nhất, người nửa chết nửa sống là người thế nào? Muốn giải đáp vấn đề này cho rõ rệt thì trước phải phân tích sự sống của loài người là thế nào. Vì mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 39. Xác thịt của người với vật đã khác thì sự sống của người với vật tất phải khác. Người buộc phải sống theo bổn tánh của Đức Chúa Trời, tức là sống trong đức tin, sống trong sự nhân đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục, tiên kính, tình yêu thương anh em và lòng yêu mến. Thế mà loài người phần đông vịn vào cái lẽ sống hay sống, chết hay chết, cứ phú cho hai chữ tự nhiên mà mưu cầu làm sao cho vinh thân phì gia. Ngoài ra không lo gì nữa, chẳng quản gì đạo đức nhân nghĩa, miễn là được thỏa tấm lòng tư dục. Vì vậy, cái sống rất quý theo bổn tánh của Đức Thượng Đế đã ban cho loài người thành ra cái sống đê hèn theo thú dục chủ nghĩa. Loài người được Đức Chúa Trời dựng nên có ba nguyên tố, tức là tâm thần, linh hồn và thân thể. Tâm thần là gì? Tâm thần là phần cao trọng hơn hết của loài người. Loài người sở dĩ quý hơn muôn vật là bởi tâm thần. Giá thử loài người không có tâm thần thì chẳng qua là con vật biết nói đấy thôi. Tâm thần là phần để giao thông trực tiếp với Đức Thượng Đế, có thể nghe được tiếng Ngài, thấy được sự vinh hiển Ngài, cảm thấy lúc Ngài thăm viếng, biết phân biệt điều dữ, ưa điều thiện, hay suy xét và lựa chọn điều chi hiệp với ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời, ưa nhờ cậy, kính mến và làm sáng danh Ngài. Đó là một nguyên tố cao nhất ở trong người vậy. Hồn là gì? Trong nguyên tố thứ hai này có bốn đặc tánh là: thứ nhất, hiểu biết, biết vui, biết buồn, biết sướng, biết khổ, vân vân. Thứ hai, ưa thích. Bởi đó mà kẻ ưa làm nhà danh họa, kẻ thích làm nhạc công, người thích làm nhà kiến trúc, thám hiểm, thi nhân, văn sĩ, vân vân. Thứ ba, cảm tình. Các cảm tình chứa trong hồn người tùy trường hợp mà biểu dương, mọi tình yêu thương đều do cảm tình mà ra cả. Thứ tư, ham muốn. Đặc tánh này là thấp hơn cả, hay khuynh hướng mọi bề, không khác gì cái phong kỳ, gió hướng nào thì theo hướng ấy. Muốn hiểu thấu sự cao thượng và nỗi hiểm nghèo của hồn thì phải kê cứu các truyện ký trong lịch sử nhân loại. Thân thể, tâm thần và hồn cần phải nhờ sanh lý học và thần đạo học mà phân tích. Chí như cái xác hiển nhiên này, dầu người khởi dại đến đâu cũng thấy rõ, nhưng cũng nên xét cho biết. Thân thể loài người bằng gì và bởi ai? Kinh Thánh chép rằng, Jehovah Đức Chúa Trời lấy bụi đất, nắng nên hình người. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Câu ấy đủ chứng rõ thân thể loài người bằng bụi đất, và bởi Đức Chúa Trời trực tạo, có nhà học giả kia luận rằng thân thể loài người là một thế giới rất nhỏ, đầy những sự lạ lùng. Trong vũ trụ ba la, có bao nhiêu điều lạ thì trong thân thể loài người có bấy nhiêu. Nhưng chẳng qua một bên lớn, một bên nhỏ. Bây giờ tôi xin giải đáp vấn đề trên. Người nửa chết, nửa sống là người thế nào? Tức là người tâm thần đã chết, chỉ còn hồn với xác đương sống. Chết không phải là mất hẳn, nhưng nó không có quyền phép, không được giao thông trực tiếp với Đức Chúa Trời, như tội nhân khép nép run rẩy khi đến trước mặt quan án, không nghe tiếng êm ái, thánh sạch của Đức Chúa Trời, như người con điếc không nghe tiếng của cha mình, không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng khác nào người mù không thấy vẻ tốt đẹp, không lựa chọn được điều thiện mà theo, không làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vậy, loài người tuy có tâm thần mà tâm thần đã chết và xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Độc giả nghĩ xem quả có vậy chăng? Thứ hai, vì cứ gì loài người trở nên nửa chết nửa sống? Có phải Đức Chúa Trời dựng nên loài người nửa chết nửa sống chăng? Không. Vậy thì làm sao loài người nên thế? Xin độc giả nhớ lại chuyện người nửa sống nửa chết ở trên. Người lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mãi bị thương rồi đi, để người ở đó nửa chết nửa sống.
ai đã lâm vào tay kẻ cướp thì còn gì, của quý mất hết, tánh mạng không còn. Ôi, quỷ Satan đã cướp giật cái thiên tánh mà Đức Chúa Trời phú cho loài người, cho nên loài người chỉ còn có cái sống của hồn và xác mà thôi. Vậy, không cứ là hạng người nào cũng đều chung một cái số phận bán sanh bán tử. Độc giả ngắm xem cuộc sanh hoạt của loài người trong thế gian từ trước đến nay ra sao? Có phải họ sống trong đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức không? Không, họ sống trong cuộc chiến tranh, chém giết, quanh quẩn trong vòng tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phong vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Timôthê thứ nhì, đoạn 3, câu 1 đến câu 4. Điều đó đủ minh chứng rằng người đời đương nửa chết nửa sống, mà người đời lâm vào cảnh ấy là bởi Satan gây nên vậy. Theo lễ thường, ai cũng cầu vinh ố nhục, tìm phước lánh họa, ham lành tránh dữ, mưu cầu hạnh phúc hiện tại và tương lai. Nhưng mấy ai đạt đến mục đích? Phaolô có nói: tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Tôi thấy có một luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dáp theo tôi. Cho đến nỗi ông kêu lớn tiếng rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Vả theo tâm lý chung của những khách lữ hành thì ai cũng cầu đi đến nơi về đến chốn, chân cứng đá mềm. Nào có ai muốn nửa đường gặp nạn cũng một lẽ ấy. Đã là người đi trong đường đời thì ai mà không ham lành lánh dữ nhưng không đạt đến nguyện vọng được? Vì sao ấy? Vì Satan đã cướp giật bản năng của loài người từ lúc ban đầu. Thứ ba, có phương pháp nào cứu loài người thoát khỏi địa vị nửa sống nửa chết đó không? Độc giả thử tưởng tượng người trên kia nửa đường bị nguy hiểm, dầu nửa chết nửa sống chắc cũng gượng mà trông trước ngó sau, thử có ai đi qua đói đến mình chăng? Lộp cộp, lạc cạc, đường bệ một thầy tế lễ. Ai là kẻ khốn nạn mà không vui mừng? Thầy tế lễ đối với người bị nạn thế nào? Than ôi, lấy mắt thay vì bổn phận rồi đi. Đã không nhờ gì ông tế lễ, còn cụ Lê-vi bạo dạn đến gần, dường như quyết định ra tay cứu giúp. Nhưng ôi thôi, họ Lê-vi cũng noi gót chân thầy tế lễ. Khốn nạn chưa? May đâu người Samari nhân lành cưỡi lừa đi qua đường đó, thấy thì động lòng thương, mà thương thật chứ chẳng phải thương bằng miệng. Người áp lại, lấy dầu và rượu mà xức rịt, nâng đỡ lên lưng lừa, đem đến nhà quán để săn sóc. Độc giả thừa hiểu người nửa chết nửa sống được cứu thoát cái chết mà sống lại trọn vẹn là nhờ người Samari, chớ có nhờ chi cụ Lê-vi và thầy tế lễ. Vậy, cái phương pháp cứu người nửa chết nửa sống ấy là chính tấm lòng thương xót của người Samari. Cũng một lẽ ấy, loài người đương sống trong đời truân chuyên khổ sở, không có phương pháp nào thoát ly được, thì Đức Chúa Giê-xu giáng sanh cứu họ. Ngài là Đức Chúa Trời thật, vinh hiển cao trọng đời đời vô cùng. Ai có phép ép buộc Ngài trở nên xác thịt, giáng sanh nằm trong máng cỏ? Ấy chính Ngài thương xót nhân loại, đương nửa chết nửa sống, nên liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội. Tiết đoạn 2 câu 15. Độc giả muốn hưởng cái sống mà mình đã mất như người nửa chết nửa sống kia thì không có cách nào khác bằng đưa tay đức tin ra nhận Ngài để Ngài ban cho quyền pháp trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng đoạn 1 câu 12. Trước khi ngừng bút, kẻ viết bài này lấy lòng thành thực nài khuyên ai là người nửa chết nửa sống, khá tin Đức Chúa Giê-xu để được sự sống dư dật vĩnh viễn. Mong lắm thay, Mục sư Huỳnh Kim Luyện.